Mình xin nói tiếp, hôm nay thì ngày 14 tháng 9 thì mình thực hiện cái clip này thì nó cũng muốn để cho các bác một số bác gọi điện hỏi về cái cách mà mình chăm sóc chim sinh sản để có được hiệu quả. Thực ra cái này thì các bạn thấy là các bạn nuôi nó càng thoáng thì cái bệnh tật của con chim nó càng ít đi. Một trong những nguyên nhân mà chim đi ỉa hoặc chim bị đau mắt đó là cái môi trường của mình là mất vệ sinh. Trong cái phân của con chim ấy, thì nó có cái chất mình gọi là bị cay mắt khi nó bốc mùi lên. Chính vì các bác nuôi cái nồng độ cao độ khi mà cái sàn đựng phân nó thấp, con chim nó bậu cách khoảng một khoảng cách ngắn thì nó sẽ bốc mùi lên và nó làm cho con chim nó sẽ bị đau mắt. Từ cái bệnh đau mắt đấy nó sẽ liên quan đến cái việc là không muốn ăn, và không muốn ăn đấy thì nó sẽ quay ra những cái bệnh về về đi ỉa. Nó đã đi ỉa rồi thì quay ra tiếp theo đó nó sẽ bị nhiễm khuẩn đường ruột. Cùng với cái bệnh nhiễm khuẩn đường ruột thì các bạn phải nên nhớ là nó sẽ bị hen khò khè. Vì một trong những cái đấy thì đầu tiên là các bạn phải làm chuồng là thoáng như thế này. Thoáng như này là bởi vì là gì? Các bạn nuôi con gì thì thôi. Khi ánh nắng chiếu vào trong không khí và trong nền chuồng thì ánh nắng nó sẽ là cái thứ nhất, nó sẽ diệt khuẩn, nó làm khô phân và nó sẽ diệt khuẩn ở trong cái khu chuồng đó. Cái thứ hai là cái ánh nắng nó sẽ làm cho con chim nó sẽ tổng hợp được vitamin vitamin D, và con chim nó sẽ sưởi nắng để nó đuổi bỏ những con giận, con mạt ở trên người của nó. Nó xòe cánh ra, nó nằm phơi người trước nắng thì con mạt nó sẽ bị bỏng, nó sẽ chạy đi ra khỏi cơ, các ký sinh trùng ở trên con chim nó sẽ bị loại bỏ. Như mình thì thôi, ở bẩn, ghẻ nở hoặc có con dệt bọ bùa con người, quanh người mình thấy khó chịu thì con chim làm sao mà nó thoải mái nó lớn được. Chính như vậy mình muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm thực tế của mình. Một trong những cái yếu tố tiếp theo á, là các bạn nên tìm cố gắng là nên chọn lọc cái giống rất là quan trọng. Cái giống ở đây mình muốn nói ở đây là tối thiểu các bạn phải tìm được cái giống chim nó là giống chim nguyên bản, chim cu cườm cu đất, mình cứ gọi là chim gáy ta mình ý, nó là hình bắp chuối. Thế như hai con này thì đó là hình bắp chuối đấy. Cái bắp chuối ở quê mình nó gọi là cái quả quả gió chuối. Khi mà buồng chuối nó ra thì nó sẽ có một cái bắp chuối ở cuối buồng và người ta thường làm bẻ đi và người ta làm lộn. Nó cũng thon thon như cái con chim cái bậu ở dưới cây sắt đây. Đây là con chim đực đang u con ở trên. Thì hai con chim này đều là hình bắp chuối và cái dáng dấp và độ thuần rất là cao. Đó. Các bạn thấy là nó cũng khi mà mình quay như thế này nó cũng rất là hồn nhiên. Đó. Nó rất là hồn nhiên. Đó. Nó rất là hồn nhiên, các bạn thấy chưa? Thì ở đây là những đôi chim mà sau nhiều năm thao chim cu gáy đã sàng lọc và đã để lại để giữ lại cái giống cái gen cho anh em. Nếu các bạn để ý không nhầm thì con chim này nó là cườm vừng hạt rất là nhiều. Thì thường là các cụ nói là cườm vừng thì giọng thổ và cườm lổ thì giọng kim. Thì còn con chim ở trên này thì nó là ấy rồi, nó là thổ sấm. Nó là thổ sấm, thổ sấm. Đó. Thì các bạn nên cố gắng là có nhiều thì chúng ta ghép chéo nhau hoặc là chúng ta có thể là thử một vài công thức. Tiếp theo thì mình nói về cái máng ăn, thì đây là cái máng ăn của mình. Các bạn thấy không? Mình
treo đu đưa như thế này. Thứ nhất là khi con chim nó đây thì chuột nó không vào được, nhưng nếu mà chuột các bạn làm lưới nó to thì các bạn nên treo vào khoảng giữa này, như cái ấy này, thì con chuột nó không có cái nối để nó bò xuống, nó không ăn mất thức ăn. Hoặc là các bạn để như thế này cũng được, thì một cái máng như này thì các bạn có thể là cho nó ăn trong vòng 3 ngày các bạn ngó vào một lần, hoặc là thì là nó không bị quên thức ăn. Mà trên dưới đáy này các bạn có một cái máng nữa để nó hứng nước mưa, trong cái nước mưa nó cũng không phải đơn giản, các bạn để cho nó có thể là nó uống, hoặc là có thể là máng trên này hết thì nó sẽ uống máng dưới này. Trong một chuồng này lên có hai máng nước để cho nó xơ cua nhau, nó hết chỗ nọ nó còn chỗ kia. Thì những cái hôm như này là rời thiện thời tiết nó ỉu thì nó sẽ u con của nó như thế này. Và đôi này thì lúc nào cũng đẻ hai con, chả đứa nào đẻ một con cả. Điều đó chứng tỏ là con trống là cái tinh lực của nó rất tốt. Các bạn nên giữ lại những con trống này và nên duy trì những cái gen như này. Có những con trống nó sẽ không 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 đạt về tinh lực. Đó. Có những con trống không bao giờ đẻ cái. Thì các bạn thân mến, thì con trống này thì các bạn nhìn thấy đó, nó u con. Đây là cái số của mình ghi đó. Mơ thổ hay không bán đó. Đấy. Thì các bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ bằng cách đặt của thao những đôi chim hình mã ngỗng phấn hồng, hình bắp chuối như thế này đó. Hình bắp chuối đó. Thì các bạn sẽ có được những cái giống chim theo ý muốn của mình. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn cũng nên cho chim ăn ăn thóc là chính, bởi vì cái thóc thì nó sẽ rất là an toàn, vì trong cái vỏ thóc nó có cái chất nó làm cho cái phân chim rất là vón, và con chim nó cũng rất là ít bệnh khi mà ăn thóc. Đặc biệt là các bạn cho ăn thóc thì nó sẽ không có những cái con kiến, không có những con tại vì nếu các bạn ăn cám thì nó sẽ là phân nó sẽ tanh, còn ăn thóc thì phân nó rất là thơm, nó không có cái chất khó chịu. Thì kể cả các bạn đừng nghĩ là nó chim non nó sẽ ăn thóc nó sẽ chết, mà con chim mẹ nó sẽ ăn thóc và nó để ở trong diều, khi nào nó cái men cái dịch tiêu hóa ở trong cái nước nước bọt của nó làm ở trong diều, nó làm cho ngấu thức ăn, mềm thức ăn và đủ cái tầm để nó tạo thành như kiểu một cái tuyến sữa, thì nó bắt đầu là kể bóc nở ra 1 2 ngày đầu thì bản thân con chim non nó cũng không cần thiết ăn ăn quá, mà nó cần nhiệt độ, thì con mẹ nó sẽ tự u, và đến ngày thứ hai là nó sẽ tập cho con của nó cứng cổ, bắt đầu là nó mới ợ những cái nước dãi mà thay vì ở trong diều của nó là nó đã ủ sẵn 1 2 ngày, nó thay cho cái tuyến nước bọt, tuyến sữa để cho nó nuôi con nó. Thì kính thưa các bạn là khi mà như vậy thì con chim nó sẽ nuôi con nó rất là khéo, các bạn không tưởng tượng được, nó nuôi rất khéo luôn. Nên là mặc dù nó đẻ các bạn cho ăn thóc cũng không sao, nó không hề là chết mất con của nó đâu đó. Đấy, thì là các bạn cũng lưu ý là như vậy. Đây là một gia đình nhà nó. Đó.
Đây là một gia đình nhà nó. Quý vị và các bạn có gặp khó khăn gì về cái cách chữa bệnh cho chim, hoặc là về những cái tình huống khi liên quan đến con chim cu gáy, hoặc là có những cái băn khoăn, hoặc là có những cái muốn đặt hàng mua những cái giống chuẩn, giống tốt, thì có thể gọi cho Thao chim cu gáy miền Bắc với số điện thoại là 01 63 53 05 982. Cái số này thì mình được đăng ký ở bởi Zalo. Còn nếu mà các bạn truy cập vào Facebook của mình là chim cu gáy hay, trên kênh YouTube của mình cũng là chim cu gáy hay, thì các bạn có thể là còn ở đây thì mình dùng cái ổ kia là bằng cái rổ với cái kích thước như thế này thì nó cũng vừa phải. Cái rổ này thì nó hơi nghiêng ra ngoài một tí để mình còn nhìn thấy con, nhìn thấy trứng, và con chim nó lên nó bậu nó cũng thoải mái. Cái sắt này mình hàn hình chữ T và nó có bốn cái que như này, con chim nó lên nó sẽ có cái tư thế cầu nó bậu. Cái nót ổ kia thì các bạn nên dùng bằng lá thông. Cái lá thông thì thực ra nó mình lấy cái kinh nghiệm thực tế là cái con chim á, thì nó làm ở ngoài cây thông rất là nhiều, cho nên mình nghĩ là chắc là nó sẽ hợp với lá thông, cái lá thông. Chứ nếu như mà không có lá thông thì bạn dùng rơm cũng được, nhưng mà chị nha, lá thông thì không bao giờ có mạt, rơm thì nó sẽ có mạt, bởi vì mà mạt chim thì thực ra là các bạn thấy đấy, nó như là mạt gà. Nhiều khi là gì, các bạn nuôi với một độ đông mà u ám rồi ẩm thấp thì mạt nó sẽ sinh sôi và nó sẽ cắn chết con, và nó sẽ làm cho con chim bố mẹ là gì không hề thoải mái một tí nào cả. Đó là cái kinh nghiệm mà các bạn đừng nghĩ là mua một cái con chim, đôi chim non giống 350-400 nó là cái việc đơn giản. Thực ra những con chim đấy thì có thể là những con chim mà nó người ta sẽ theo cái kiểu là đại trà, hoặc là cái dòng giống gen của nó chưa được chuẩn. Còn nếu như để mà nuôi một đôi chim mà đúng gen giống chuẩn, mà để cho mẹ nó nuôi đến cái lúc nó gọi là cứng cáp để mình bắt ra mình bón, hoặc là để cho mẹ nó nuôi đến lúc biết mổ, thì các bạn thấy là rất là khó khăn chứ không hề dễ tí nào cả. Thực tế là rất khó khăn, rất là khó khăn luôn. Mình quay lên đây tí để các bạn nhìn thấy con của nó. Đó, các bạn thấy chưa, mình làm cái cầu kia thì bản thân một con chim đang ấp và một con chim nó đứng bên cạnh, nó nhảy sang, nó tạo lên một cái tư thế rất là ấm cúng trong cái không khí gia đình. Đó. Đấy, con chim con nó đang ở dưới bụng này. Con chim con này nó được khoảng 7 ngày tuổi rồi, được khoảng 7 ngày tuổi.
bạn nhìn thấy đây là một cái tổng quan. Các bạn thấy không? Trên là blo và dưới này là không gian mà con chim nó sẽ nằm ổn thế này. Bên này cũng như vậy, để cho nó tạo nhiều cái chỗ mà nó cảm thấy yên tâm khi nó đẻ và nó nuôi con. Còn cái mặt ngoài này các bạn nên tìm một cái tấm dây, mình lấy lại một cái tấm này là mình che để cho quá trình nó ấp và nó nuôi con để nó yên tâm, nó không bỏ. Để khi ở đây thì mình có rất nhiều những cái trường hợp là khách đến người ta mua chim, và người mua thì bao giờ người ta cũng có nhu cầu muốn thực tế bắt con ở trong ổ ra, hoặc là đến cơ sở để người ta mua trực tiếp. Thì như thế này thì cứ người ra người vào thì nó sẽ gì, nó sẽ bỏ. Cái đấy là các bạn cũng nên tránh những cái việc là để cho nó nhìn thấy nhiều người nói âm thanh khác nhau, mình thì đứng thoải mái đó. Nhưng mà đây là những cái việc mà lưu ý các bạn. Còn đây là các bạn có thể thấy là đây là những cái đôi chim mà mình đó, mình quay nó nhanh nhẹn. Đây là những đôi chim giống mình tách mẹ nó ra đó, các bạn nhìn thấy chưa, nó rất là nhanh nhẹn, nó rất là đẹp đó. Những đôi chim giống này thì mình có thể nó đã tự lọc ăn thóc rồi, mình sẽ chuyển đi cho các bác ở các tỉnh đó. Thế còn cái nhóm tiếp theo là ví dụ như cái ô bên này. Cái ô bên này thì các bạn thấy là gì, là cũng vậy thôi. Đây nó cũng có ổ đẻ, đây nó cũng có máng lúa, đây nó cũng có máng nước à. Và đây thì là hai chú gà rừng, đây là máng nước, đây là cống nước, dưới này cũng là cống nước, đâu cũng thấy nước. Vậy vị trí này các bạn thấy là gì, đây là gia đình nhà chim đó. Con chim này là con chim non, con chim non đó. Bình tĩnh. Đôi này thì nó mình để cho nó tự nuôi con, bởi vì nó cũng mới vào đôi được 1-2 lứa đầu, mình để cho nó tự nuôi con cho nó thuần thục đã. Khi nó thuần thục rồi thì mình mới bắt con nó, nếu mình có thể gây cái con của nó lên 1-2 lứa để cho nó làm bố mẹ hậu bị. Thì nó cũng hơi nhát nên là mình bán cho các bác cũng không khoái lắm đó. Thì mình để lại nó, đại khái mình quay như này các bạn biết là hai con dưới này là hai con mẹ đó, trên ổ kia là hai con của nó đó, bố mẹ đấy đó, các bạn thấy chưa, đây là gia đình của nó. Thế nhưng mà khi mà như thế này thì các bạn bắt con ra cái là nó đi đẻ ngay. Nếu như các bạn không bắt con là nó phải bao giờ nó đánh con của nó, chỗ con, hoặc là con nó quá cứng rồi thì nó mới đi đẻ. Thế thì nếu mà các bạn nuôi như này thì nó sẽ giảm đi cái hiệu suất sinh sản. Đó, đây là gia đình của nó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Con lại là con cái, chắc chắn một đôi này một cống một mái 1000%. Nhưng mà nếu như các bác nhìn bình thường này các bạn chưa thấy được đâu, nhưng mà mình nhìn mình biết đó, đó đây là các bạn nhìn thấy chưa, dáng dấp của nó đấy, nó ngực hồng đó, đúng không đó, ok đó, đây là cống này đó. Thì nó sẽ tự nhiên thôi. Đó, ngực hồng thấy chưa? Đấy. Thì những cái đôi như thế này thì nó đã đẻ được
như thế thì các bạn thấy là nó cũng dễ. Nuôi chim sinh sản thì nó để mà nói là cực khó, các bạn đừng nghĩ là dễ, không hề dễ tí nào cả. Đó. Nếu như các bạn có một hai đôi thì đơn giản, nhưng mình nuôi rất là nhiều, nuôi với cái số lượng ở đây thì mình đại diện cho một cái thương hiệu của chim cô gái miền Bắc. Đó. Các bạn nghĩ thế nào về mã của con chim này? Con chim này mã rất là kích thước rất là lớn nhé. Quý vị và các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài Chim Cú Gáy miền Bắc với cái số điện thoại là 0163 5305982, gặp anh Thao.
một lần nữa là xin